Video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách điều chỉnh lại cái camera Juicy bị ngược hình ảnh nhé. Ở đây mình sẽ mở cái app xem camera. Như các bạn thấy thì đây là cái camera Juicy của mình nó đang bị ngược nhé. Thì để mình lật lại cái camera theo đúng chiều mình quan sát cho dễ thì mình sẽ vào phần cài đặt nhé. Ở đây có cái phần cài đặt luôn này, các bạn có thể bấm vào cài đặt ở đây luôn. Và bạn vào cái phần hình ảnh và âm thanh, và ở cái phần xoay chuyển hình ảnh này, bạn bật cái phần xoay chuyển hình ảnh thì cái camera của bạn xem thuận chiều hơn. Hoặc là một cách nữa, bạn có thể quay trở về cái phần quản lý các thiết bị ở đây. Thì ở đây này có cái dấu ba chấm này, bạn bấm vào cái dấu ba chấm và vào cái phần cài đặt ở đây cũng được. Đó, và bạn sẽ vào cái phần hình ảnh và âm thanh. Đó, thì cái phần xoay chuyển hình ảnh nhé, thì bạn nếu mà camera của bạn lắp ngược lên trần đấy thì bạn sẽ bật cái phần xoay chuyển hình ảnh để chúng ta xem nó không bị ngược. Bây giờ mình xem lại nhé. Trước đó thì các bạn thấy camera này xem đang bị ngược hình ảnh và không thuận chiều. Bây giờ mình đã xoay ngược lại rồi và đã thuận chiều hơn rồi các bạn nhé. Cái tín hiệu hơi kém. Ok, chúc các bạn thành công.